xin chào các bạn. Rất vui khi gặp lại các bạn trên kênh của mình nha. Trước tiên cho Chi xin chúc cho tất cả nhà chúng ta có được một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy vui vẻ nha. Hôm nay Chi sẽ chia sẻ với các bạn cái món là cá nục kho cà. Tại vì bữa nay Chi nấu cá nục kho cà cho nhà mình ăn, cho nên Chi sẽ chia sẻ với các bạn luôn. Để nấu được cá nục kho cà thì chúng ta phải có cá nục nè. Hồi sáng Chi đi chợ Chi mua 1 ký cá nục về rửa. Nhưng mà các bạn nhớ ha, khi mà rửa cá nục thì các bạn phải dùng khoảng chừng vài trái chanh nha các bạn. Vài trái chanh khi mà mua về chúng ta làm rửa cho nó sạch sẽ rồi á, thì chúng ta sẽ trộn ướp 1 miếng muối vô trong nó, xong rồi chúng ta dắt chà chừng 2 trái chanh cho chúng ta sẽ trộn chung rồi để cho nó một chút xíu vậy đó, cho nó bớt mùi tanh. Sau khi chừng khoảng chừng 5-10 phút thì chúng ta sẽ rửa lại bằng nước sạch và để ráo. Cái này là Chị đã sơ chế sẵn hết rồi nè. Chúng ta sử dụng 1/2 ký cà. Đây là gia vị nè, giờ gồm có hành nè, tỏi này là tỏi sấy, Chị có sẵn thì Chị sử dụng luôn. Còn cái này là một vài, nếu mà các bạn có thì một ít hạt điều cho nó có cái màu cho nó đẹp. Còn cái này là hạt nêm nè, đường, bột ngọt, muối, mọi thứ chúng ta sử dụng. Cái này là 1 muỗng cà phê nha các bạn. Muối 1 muỗng cà phê, đường thì 2 muỗng, bột ngọt 1 muỗng và một ít tiêu mình đâm, mà mình đâm hơi dập dập thôi, mình đừng có đâm mà nó nát quá nó không có ngon. Và chúng ta sử dụng 2 muỗng nước mắm ha. Bây giờ chúng ta tiến hành chúng ta làm nha các bạn, để bật bếp lên. Cái này là khi dầu đã nóng chúng ta bỏ một ít hạt hạt điều nha các bạn. Hạt điều này chủ yếu là chúng ta lấy màu thôi, lấy màu cho nó đẹp. Nó các bạn thấy không, nó ra màu vàng lườm rồi đó. Rồi chúng ta lấy ra, lấy cái hộp nó ra. Giờ có màu hạt điều rồi chúng ta bỏ hành nè, để hành cho nó thơm. Một ít tỏi bỏ vô luôn các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ bỏ cá vô, chúng ta chiên sơ nó nè các bạn thấy không. Cái này hành chúng ta cũng không cần là phải cho nó khô, xa nó khô lại, mà mình chiên về cái một chút xíu cái hành nó đem luôn các bạn, nó vừa luôn á. Chúng ta nhớ kỹ chút xíu, kỹ để cho mà cái da cá nó còn nguyên cho nó đẹp chứ cũng không phải là gì. Chúng ta nhớ cắt cá cho nó đừng có chồng lên nhau, như khúc này nó cắt khúc kia thôi. Rồi chúng ta trở lại là cái da, cái màu con cá nó là tươi nè. Chiên sơ chút xíu nha các bạn. Bây giờ sau khi mà chúng ta chiên sơ con cá rồi, nhìn con cá nó vàng nó săn rồi nha các bạn. Chứ cũng cho nước mắm vào. Chúng ta sử dụng 2 muỗng nước mắm ăn canh nè. Chúng ta để vào đi. Chúng ta để 4 muỗng nước lạnh vô luôn nha các bạn. Chúng ta có thể sử dụng nước dừa, nếu chúng ta có nước dừa chúng ta sử dụng nước dừa thì nó càng ngon lên nha các bạn. Hồi nãy chúng ta có chuẩn bị một ít cọng hành nè, bây giờ chúng ta để vô nè, chúng ta để nguyên cọng thôi. Mình nấu một hồi cho nó thơm. Chúng ta bỏ thêm mấy trái ớt cho nó cay nó ngon các bạn nè. Để ớt mình kho nguyên trái luôn nha. Rồi trong thời gian mình kho cho nó ngấm vô thì mình
quên nữa. Chúng ta chuẩn bị hồi nãy là mỗi thứ một muỗng cà phê nè các bạn. Một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê bột ngọt và một muỗng cà phê muối, hai muỗng cà phê đường và một ít tiêu. Chúng ta để cái hỗn hợp này vô trong cái chảo khô chúng ta luôn nè. Rồi chúng ta cứ để đi đi xíu đi rồi. Trong thời gian mà cá nó ấy thì chúng ta xoay qua chúng ta sắc cà nè các bạn. Bây giờ khi mà chúng ta bỏ vô nồi xong đó các bạn, bây giờ nó lại như vậy nè. Thì chúng ta sẽ đậy nắp lại, chúng ta kho khoảng nửa tiếng nha các bạn. Rồi vì trong thời gian đó thì chúng ta xoay lại chúng ta sắc cà nha các bạn ơi. Giờ trái cà chúng ta sẽ cắt cái đầu nó chúng ta bỏ nè. Cái dao này sao nó lục dữ vậy quay. Chúng ta kẻ ra thôi, nó không cần phải sắc nhỏ nha các bạn. Bây giờ mình kho được 15 phút rồi nè các bạn. Mình bỏ thêm một chút ớt bột nha các bạn. Bỏ thêm ít ớt bột. Và cái phần cà mà mình đã cắt ra rồi mình để vô luôn nè các bạn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục kho khoảng 15-20 phút nữa ha các bạn. Chúng ta đậy nắp lại. Rồi để đi. Để cho nó cho lửa cháy 15-20 phút gì nữa nha các bạn. Bây giờ cái nồi cá kho cà của mình nó đủ giờ rồi nè các bạn. Bây giờ mình tắt bếp nha. Các bạn có thể nêm nếm theo cái khẩu vị của mình, của từng nhà vậy đó. Mặc dù mình nêm vậy rồi nhưng mà thí dụ mình thích mặn hoặc là thích ngọt sao đó, các bạn có thể nêm nếm theo khẩu vị của mình. Và chúng ta tắt bếp đi ha. Bây giờ nhìn con cá này nó rất là màu đẹp đó các bạn, cái trái ớt nè. Rồi bây giờ chúng ta múc nó ra. Bây giờ chị múc cái cá vô cái dĩa nè các bạn. Nhìn nó rất là hấp dẫn ha. Cá này ăn với cơm nóng là ngon lắm. Bây giờ chị sẽ ăn một miếng với cơm nha các bạn. Bây giờ mới đi ăn cơm đây. Cái cá kho xong nó rất là dẻ. Thịt nó rất là dẻ. Đây, mời các bạn ăn cá cá nục kho cà với mình nha các bạn. Rất là vừa ăn nha các bạn. Cái xương nó chưa có mềm lắm nhưng mà cũng hơi mềm rồi. Mùi cà rồi mấy cái gia vị mình nêm nếm vừa ăn á. Nếu mà các bạn nó cũng gia vị nó rất là ngon nha các bạn. Vậy thôi, bây giờ Chi nếu mà các bạn thích những cái chia sẻ mấy cái món ăn đơn giản của Chi thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ và cho những lời bình luận và nhấn vô cái chuông để nhận những cái thông báo mới nhất từ kênh của mình nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại ở video sau. Tạm biệt.